Vâng, xin chào tất cả các bác, các chú, các anh chị ở mọi miền Tổ quốc có chung niềm đam mê là sưu tập những sản phẩm hàng bãi nghe nhạc đến phục vụ anh em giải trí cũng như là trưng bày trong nhà. Thì nay là ngày 26 tháng 12 năm 2019. Minh Chiến Audio Bình Định, âm thanh bãi tiếng chọn sẽ giới thiệu cho các bác là hai modem rất là đình đám, đó là dòng CD Marang và CD Test. Đến trước khi vào vấn đề chính thì nói cho các bác biết luôn, đó là dòng này là dòng chạy chip giải mã vương miện của Philips, đó là 1547. Nói về những con chip 1547 của Philips vương miện thì khó phải bàn. Đối với những anh em mà đã chơi những dòng CD cao cấp thì hai modem này là modem là Marang 72A và thứ hai đó là Test 10SE. Đấy, Test 10SE là phiên bản được hãng cho chút nhất trong series 10. Test 10SE chạy là chip 1547 hai con nha. Hai con vương miện 1547. Về chất âm nó rất là hay, nó hay hơn cả con 25X. 20 25 rồi, không có cửa với con này nha các bác. Nếu nói về chất âm thì hai con này là em tuyển về rất là đẹp để phục vụ anh em. Thì em báo giá xem rồi em sẽ quay chi tiết từng con. Tất cả là hai sản phẩm là đều là khiển riêng từ bên Nhật về. Đây, khiển riêng của con S10SE này. Thứ hai là con Marang 72A. Đây, CD72 CD. Hai sản phẩm đều có khiển riêng và hàng chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Và hàng tuyển chọn rất là đẹp nha. Còn CD72A chạy chip vương miện 1547 giá là 13.500.000, đã có khiển riêng và giá đã bao ship cho các bác. Và thứ hai đó là con Test 10SE là giá là 19 triệu nha các bác, 19 triệu em đã bao ship cho các bác. Đầu tiên em sẽ qua mặt mũi về hai con. Đây, anh em có thể xem rõ ràng và anh em khỏi lên tên thì sản phẩm này đã được test và chạy mặt mũi rất là ok. Thả là đọc nha. Phần mắt mũi là bao hết cho các bác nha, nên các bác khỏi phải lo. Chủ yếu các bác là xem hàng em que đây và cũng như là xem giá ok thì alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Đấy, cái dòng Test 10SE là hai sản phẩm này nó đều là màu vàng gold nha các bác, vàng gold rất là đẹp. Còn Test 10SE nó dạng là mạch phay xước, hai con đều là mạch vàng gold. Đây là hai bên hông của sản phẩm, hay là nó cọ dính chứ không phải trời nha, nó dính gì nè. Mà cái là cái tấm gan này bên hông nha, cái bên này nữa. Đây anh em thấy rất là đẹp. Đây là cái nắp của con 72A, không một tì vết nào luôn nha, rất là đẹp. Và em sẽ lấy từng con xuống một que cho các bác coi. Rồi thì đầu tiên em sẽ que con Test 10SE giá 19 triệu nha, rất là đẹp luôn. Đây là những sản phẩm hàng bến về, bên cam bãi về, chưa qua tay sử dụng Việt Nam và tất nhiên là ruột gan rất là mới luôn. Cái đó anh em khỏi phải coi, anh em cứ chơi hàng bãi là anh em khỏi phải lo. Made in Japan, series của nó là 20083, modem là VRDS 10SE, là xe nguồn riêng của nó nha, theo máy luôn. Đấy, rất là mới luôn nha, tem mà còn nguyên, không trầy xước gì luôn. Con này là giá 19 triệu nha, đã bao gồm kiện riêng và giá đã bao ship cho các bác. Con này đẹp thiếu thùng xốp luôn, trên này không có vết chạy luôn. Con này bỏ vào thùng xốp nữa là hết ý luôn. Quá là đẹp để anh em sưu tập. Giá là 19 triệu nha, con Test 10SE. Và tiếp theo là con Marang 72A. Em này thì có giá 13.500.000. Cái tình trạng là rất là mới luôn. Đây là khí hậu của sản phẩm. Còn cả mấy cái đầu bao bì luôn nha. Series là 0191. Rồi.
em thấy đồ đẹp đó. Đấy, đây là phía dưới bụng của nó. Những sản phẩm này được mạ đồng nha, chống nhiễu. Rồi, xin chào tất cả các bác nha. Anh em nào yêu thích hai sản phẩm trên thì alo cho em qua hai số điện thoại bên trên màn hình. Nay là ngày 26 tháng 12 năm 2019. Giới thiệu cho các bác là hai dòng CD rất là nổi tiếng, đó là Marantz 72A và Test 10 SE.